Rồi hello anh em nha. Này lên tình hình chim vơi ép nha. Con này thì nó mới đá lộn sáng anh em. Có clip đá hồi chuyện phía sau nha. Sáng này nó quất ba con chạy anh em ơi. Chim tơ lần đầu đá mà đá ba con chạy luôn. Nó không đá không có nhiều anh em, nhưng mà được cái nó đá đầu. Chim tơ. Rồi quay cho anh em xem nha. Đây em nói đây, để em bội qua cao qua cho dễ. Âm thổ nha anh em. Con này bài pha phóng khá lắm. Chim đẹp ghê luôn nè. Đó, chim này là chim ế lại nha anh em, chứ không phải mình giấu, không phải chim hay mình để lên chơi hay gì hết. Đó, đúng ra là còn hai con, là hai con xuất quắc à. Nó xấu, nói chung xấu lắm. Nói chung bán không anh em không mua. Đó, mà để mình nuôi nãy lên này. Đó. Mà ra chơi im lắm anh em, máu lửa nha. Con này mà về đi cục dây đá lộn khỏi chơi anh em. Âm thổ lùi lâu lâu cà lâm. Thì nói chung chim này là mấy dòng chim mà 3 triệu mình ra chơi vậy không anh em. Tại mấy dòng vip vip thì thật sự em không giữ chim non được anh em ơi. Dòng này trung bình thôi, chưa gọi là đẳng cấp lắm anh em. Thì được đó, anh em mà cần alo nha. Chèn clip đá lộn cho anh em xem vui vui nha. Con này 5 tháng mấy nha anh em, tầm 5 tháng rưỡi à. Chung con này mình cũng ghi sổ á, ngày nở ngày ấy gì mình ghi sổ hết trơn anh em ơi. Ngày Aviga đó chỉ có hai con à, giờ chỉ còn hai con. Con này thấy đẹp hơn con kia xíu nha, con kia xấu lắm, con kia lên sao anh em. Con kia bài dày nha, con này bài ít. Rồi anh em nào cần cái alo tham khảo nha. Quy nè, còn không bán được chắc lên cục mai dây đi quấn luôn anh em, hết chim chơi à. À con này cũng ra đẹp nè, lúc nhỏ xấu quắc sao nó lớn lên nó ra quy còm ra nhiều vậy nè. Tại cái lòng này nó thưa, nó chọt cái này nó hơi cổ, nó hơi sườn sườn nha. Cống tơ mới đá sáng luôn, hôm nay chưa đá lần nào nè, lần đầu tiên đấm ba con luôn. Mình có con mồi việt đó ghê lắm, con mồi gió tòng mà đá ngang cơ với mồi gió tòng mà vô đá mấy phát đá vô mắt không có khi chạy luôn, dữ thiệt, con này dữ thiệt. Tơ mà đá vậy. Rồi, tạm biệt nha, chúc em xem clip vui vẻ nha. Con này solo có đã. Tờ năm tháng mấy? Thằng bự đã lực quá. Lần đầu đã lộn rồi. Thank you.
Cú già chạy luôn gì vậy? Cái gì? Bỏ chạy luôn. Sao như vậy? Bao đẹp luôn, này bao đẹp. Ừ, đẹp. Đá bốn tháng mấy nè, bu bu vậy là con này trống tháng mấy ta, đi còn cướp nè, ba tầng đã hết nổi rồi. Từ từ. À, dính cửa.